Xin chào các bạn đã quay trở lại với Relab, và khách mời bên cạnh mình đây lại là anh. Anh đổi tên thì đừng nói khôn ngọng nữa. Lần này là mình tên là anh Vinh Sô. Rồi, xin chào anh Vinh Sô. Chào anh. Giáng sinh thì sắp đến rồi, và sau đó thì là Tết. Với nhu cầu là mua máy để chơi Giáng sinh để đón Tết này, thì chắc là anh em chúng ta sau một năm cày cuốc cũng có khá tiền đúng không? Anh đúng tiết kiệm bao nhiêu tiền rồi? Anh vừa tiêu hết rồi. Vừa đi chơi xong. Em là tận 500k đấy. Được rồi. Thôi nhạt quá. Thôi vào chủ đề luôn. Anh Khôi Sô, anh nghĩ là những cái tiêu chí gì mà chúng ta cần có khi mà chọn mua một cái máy vào dịp sắp tới này? Nói chung là tùy mỗi người sẽ có những tiêu chí khác nhau, nhưng mà cá nhân anh ấy thì đưa ra một cái tiêu chí, đó chính là dùng điện thoại ấy, phải dùng chung hãng điện thoại với người yêu của mình. Đấy, thì thứ nhất là cùng hệ sinh thái thì nó dễ dàng trao đổi dữ liệu hơn, và thứ hai là có gì chia sẻ nó cũng dễ hơn. Thì đợt bây giờ ấy, thì anh và người anh đều chuyển qua iPhone cả rồi, thì cơ bản là con như kiểu là con iPhone 8 ấy, pin nó cực kỳ là héo. Chính vậy mà hôm trước anh có mang một con Xiaomi là con Redmi Note 8 về, như kiểu đánh giá ấy. Thì người anh chả hiểu sao nó cứ đòi dùng con máy này, bởi vì pin nó trâu quá. Mà camera cũng nhiều, nhìn con gái thích mà. Đấy. Nhưng mà cá nhân em thì em vẫn thấy Redmi Note 7. Redmi Note 8 thì nó hơi... Nói chung là không phải là em bảo là Redmi 7 tốt hơn đâu, nhưng mà em đang nhìn giá ở Hoàng Hà Mobile nhá, thì Redmi Note 7 sau cái tất cả các chương trình khuyến mãi vào ấy tương đối tốt, còn thêm vài trăm k nữa là khoảng 3.6-3.7 thì chúng ta sẽ có Redmi Note 8. Thì thực ra là với 300k này em sẵn sàng là mua Redmi Note 7 luôn, bởi vì đơn anh cũng sẽ mua Redmi Note 7. Biết tại sao? Người yêu của anh sống ảo quá là nhiều, chính vậy mà anh phải hạn chế bớt, cắt bớt cụm camera đi. Đấy. Còn chi tiết hơn về cấu hình thì anh em chắc là cũng đã xem video trên Relab có biết rồi. 665 trên Redmi Note 8 và 660 trên Redmi Note 7, nó không có quá nhiều sự khác biệt. Thì anh em có thể truy cập link ở dưới phần mô tả video cả hai sản phẩm này. Và cá nhân mình thì sẽ khuyên các bạn là mua Redmi Note 7, giá tốt. Anh ơi, em thấy là tầm này mình hay làm việc vào buổi đêm ấy, nhất là dịp Giáng sinh với Tết ấy. Đấy, đêm là có nhiều việc để làm ấy, thì mình cần một cái điện thoại chụp đêm tốt. Chụp đêm thực sự anh thấy sau khi anh mua con iPhone XR, anh thấy đây là một cái sự thất vọng. Bởi vì khi đợt đi chơi Đà Lạt lần trước của anh ấy, anh chỉ mang đúng con iPhone XR thôi. Và thực sự là chụp đêm của anh thì anh thất vọng vô cùng. Chụp nó rất là chán. Và nếu mà muốn nâng cấp lên iPhone có chế độ chụp đêm ấy, thì xua kèo là anh em phải mua iPhone từ 11 đổ lên rồi. Em thấy Hoàng Hà Mobile đang bán rẻ nhất là khoảng hơn 19 triệu. 19 á? Rẻ đấy. Ô, anh bảo thế là rẻ á? Tại vì anh nhớ là tầm này năm ngoái thì anh đẩy iPhone nó khoảng tầm 20x. Thậm chí hơn. XR là cũng phải hơn 20 đúng không? Đấy. Thì các bạn có thể truy cập vào link ở dưới phần mô tả video nhá. Vì cá nhân mình thấy rằng một chiếc iPhone 11 trên 19 triệu đồng cho hàng VNA mới đúng chính rồi. Hãng, những cái chính sách bảo hành linh tinh thì đều được đảm bảo. Thì nói chung là mình không có tiền nên mình không đánh giá được. Còn anh Khô thì anh em bảo là đáng, thì anh em có thể tùy người thấy thôi. Vì không, nhưng mà thực tế là mình thấy ở cái tầm giá đấy thì có thể gọi là đáng đấy. Nhưng mà nếu mà mình nâng cấp ấy thì mình sẽ lên hẳn iPhone 11 Pro Max. Bởi vì mình đó là ước mơ của mình thôi. Mình không có tiền thì mình ước mà. Ước thế nào thì được. Thế thì cũng như thế này đi. Em cũng người yêu em hoặc là bố mẹ em bây giờ em muốn mua máy thì họ cũng muốn một cái máy mà có thương hiệu giống Apple một tí. Cũng có chụp đêm, nhưng mà giá phải rẻ thôi. Thì em mua mà, em làm gì có tiền mua iPhone 11 đâu. Có thương hiệu, chụp đêm rẻ. Thì anh vote chú là Samsung. Bởi vì thực tế các cụ là cực kỳ thích Samsung. Bởi sao? Chúng ta đã có một thương hiệu trải dài từ suốt những năm 1999 vào Việt Nam, Samsung bắt đầu vào Việt Nam đấy. Từ tivi, tủ lạnh, các thứ đấy đều có. Mà đảm bảo là với thương hiệu này thì các cụ nói chung là tín rồi. Bác em còn có một cái điện thoại đang cập Samsung 6 triệu ngày xưa, mấy cây vàng. Đấy. Thì anh có thể cho em một số cái mẫu máy mà tầm giá rẻ rẻ một chút không? Khoảng 5-6 triệu gì đấy, em mua được. Anh nghĩ là những con như kiểu Galaxy A50 hay Galaxy A10s là một sự chọn khá ổn trong cái tầm giá này. Đấy. Thực ra là mới đây thì Samsung đã ra mắt là Galaxy A51 để thay thế hai mẫu này. Tuy nhiên thì hiện tại giá bán của nó khá là đắt. Mặc dù là thiết kế thì giống Nana Note 10, màn hình đục lỗ các kiểu, nhưng mà về cấu hình, về cái trải nghiệm bên trong thì mình thấy không có nhiều cái sự nâng cấp. Vẫn là con chip Exynos 9611. Đúng rồi. Giống A50s và không nâng cấp nhiều so với 9610 trên A50. Cụm camera thì có nâng cấp nhẹ nhưng thiết kế cũng... Nó cũng xem xếp nhỏ, vẫn là nhựa những thứ. Thiết kế dạng chữ L thì cũng hơi nhiều anh em chê. À, thêm một thông tin rất là thú vị nữa. Đó chính là anh theo dõi cái đợt sale vừa rồi ấy, ở trên cái trang thương mại điện tử ấy. Thì thực tế đó là những cái máy của Samsung như kiểu là những con Galaxy M30, sau đó là Galaxy A10s được bán là những con nhiều nhất, chứ không phải là những con máy của Xiaomi đâu. Mấy con đấy lúc nào cũng được các trải nghiệm chính xác như vậy. Quan tâm. À, nói đến Xiaomi, Samsung mới nhớ. Nhưng em cũng muốn một cái máy cũng có thương hiệu nhưng mà phải rẻ hơn tí nữa, vì tầm này vẫn là trên 5 triệu. Đấy, anh nghĩ có thương hiệu gì không? Thực ra là trong đầu mình hiện tại đang có hai cái thương hiệu khá là hay ho. Một là Nokia, cái gọi lớn đúng không? À đúng rồi. Và Nokia. Hai là Vsmart. Đó, thương hiệu của người Việt. Của người Việt. Đầu tiên là Vsmart nhá, nhắc đến tầm này thì các bạn đều biết rồi đấy. Vsmart Lite, cái smartphone mà gọi là đáng mua nhất ở cái phân khúc của nó là khoảng trên 3 triệu tới 4 triệu đồng hiện nay.
Anh theo cá nhân anh giá con này là con có thể gọi là đáng mua nhất ở cái phân khúc dưới 4 triệu trong năm nay luôn. Trong năm nay. Thậm chí đến năm sau cũng có thể đấy. Xiaomi cũng không đánh đủ tuổi đâu nhỉ. Trung Quốc không đủ tuổi đâu, Việt Nam hơn rồi. Đấy. Thì mình vẫn khuyên anh em là mua bản 664 nhá, và giá là khoảng 3 triệu 6 3 triệu 7 gì đó. Còn Nokia, thực ra thì Nokia em thấy cái sản phẩm tầm trung của họ năm nay thì em cũng không quá là ngạc nhiên, không có quá sự đột phá. Nhưng mà có một cái hay đấy là Nokia 3.1. 3.1 á? Ừ. Bây giờ thì 3.1 không phải là một sản phẩm quá tốt, nhưng mà giá của nó thì là 1 triệu 790 nghìn. Ảo không? Đó, công nhận giá là hiện được của nó. Tầm giá dưới 2 triệu đồng hiện tại mà mua một cái chiếc điện thoại, thường các bạn sẽ chỉ có những cái lựa chọn khả dĩ là từ các thương hiệu Trung Quốc như là Itel, những cái thương hiệu mình đấy, không nhớ tên nữa. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có một thương hiệu tốt, đó là Nokia. Cấu hình các thứ thì là chip MediaTek, tuy nhiên là cái quan trọng ở đây là thương hiệu. Đúng rồi. Ở trên mức giá đó chúng ta có thể mua máy tặng các cụ cũng thích. Kết thúc video ở đây. Trong video này thì mình và anh Khổ cũng đã cố gắng mang tới các bạn một cái số thông tin hữu ích, đó là những cái top máy mà chúng ta nên lựa chọn trong thời điểm cuối năm này để mua chơi Giáng sinh, chơi Tết. Đó thì anh em nghĩ sao về những cái sản phẩm này, và anh em có những lựa chọn gì hay ho hơn không thì hãy comment ở bên dưới, hãy để lại bình luận ở bên dưới chúng mình cùng biết. Và anh em đừng quên là những cái sản phẩm chúng mình có nói trong video như là Xiaomi Redmi Note 7, Note 8 này, cao hơn thì có iPhone 11, ở giữa thì có Samsung A50, A50s, A51, hay là thấp hơn rẻ hơn chúng ta có những sản phẩm của Nokia hay Vsmart, mà đặc biệt là còn Vsmart Line rất đáng mua, thì đều có link ở dưới phần mô tả video tại Hoàng Hà Mobile. Đây thì nơi mà bán hàng mới và chính hãng, mình đánh giá có mức giá là gọi là hấp dẫn đấy. Đấy, chính xác. Đặc biệt là iPhone 11, 19 triệu. Đúng rồi, thơm quá. Được của nó. Anh thấy hơi tiếc vì đợt trước là em mua iPhone XR. Rồi, kết thúc video ở đây. Anh em đừng quên ấn like, subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ những video tương lai của Relax. Đúng rồi. Mình và anh Vinh chắc là phải đi làm để cày tiền mua iPhone 11. Đúng rồi, mình là chủ studio mà, làm gì mất thời gian à. Tiếng ra bóc lột bọn nhân viên. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau.